mình xin chào tất cả mọi người. Đây là những bé Án Phụng mình quay clip trước nè mọi người. Nay về nhà mình hôm nay là ngày thứ ba rồi. Đó, thì hôm nay mình cho ăn kê mọi người. Với mình bỏ thử thức ăn với lúa trộn gạo lứt được của bồ câu mọi người. Đó, giờ thì còn thức ăn không mà. Còn lúa với gạo lứt nó ăn hay gì mất tiêu rồi mọi người. Đó. Cho nó ăn rồi ba. Còn trong đó là cái năng mực. Lúc trước mình đi quay cái trại của em kia ở dưới Gò Công á, em cho mình một bịch năng mực. Mình đang phơi ngoài đây nè mọi người. Hổng mình bỏ vô bịch cái bị mưa nó dột đó mọi người. Mưa dột ướt là mình mới đem ra đây phơi nắng chút cho khô. Đây mình để dành cho mấy bé Án Phụng của mình ăn. Bây giờ mình chuẩn bị sẵn cái thao với cái kéo. Mình đi ra mình cắt rau muống cho Án Phụng ăn nha mọi người. Thì rau muống lúc hổm mình trồng được mình ăn á. Mà nó lên le que có mấy cọng mà mình ăn rồi. Giờ còn ngoài mà vài cọng nhỏ nhỏ đó. Mình cắt mình ngâm nước muối rồi xong mình vô cho Án Phụng của mình ăn. Đó mình coi trên mạng là thấy cho ăn bắp với rau muống mọi người. Lâu lâu bổ sung rau xanh cho nó với bắp cho nó. Mà bắp thì mình chưa có mua. Giờ mình chỉ có kê với năng mực thôi. Giờ mình đi cắt rau muống cho mấy bé này ăn. Đây 5 cặp của mình nè. Khi nào hết dịch mình sẽ mua thêm vài bé lớp bớt mọi người. Vẹt lớp bớt là vẹt mẫu đơn á. Tên Việt Nam thì mẫu đơn, còn tên tiếng Anh thì nó là lớp bớt á. Lúc trước mình có đi quay cái trại ông anh ở bên Tân Phú Đông á, là chung tỉnh mình mọi người, nhưng mà khác huyện, phải qua một phà. Lúc trước mình qua bản mình mua trăng với dâu lưu bồ câu đó mọi người, mình quen anh á, anh nuôi. Rồi mình có nhắn tin với anh thì nghe nói vậy anh tính mở rộng trại thêm nữa mọi người. Nuôi nhiều lắm, chim manh manh, sắc nhật gì lớp bớt nhiều lắm. Để khi nào hết dịch mà ổn định đi lại được rồi mình sẽ đi qua anh mình kiếm vài cặp lớp bớt về nuôi. Đó thì mình sẽ quay lại cái trại cho anh cho mọi người xem. Rồi mình cũng đang thích vẹt sun đó mọi người. Vẹt mặt trời á, nhưng mà nghe nói vẹt đó tới 3-4 triệu yên con á. Mình chưa chơi được á, mình chơi lớp bớt cái này với mốt mình mua thêm lớp bớt. Rồi từ từ khi nào mình có kinh nghiệm với mình có tiền nhiều chút xíu mọi người, mình sẽ chơi thêm vẹt sun nữa. Đó, còn đây thì mấy bồ câu kinh Hà Lan kiển của mình đây. Đó, mình mê bồ câu kiển. Bây giờ bắt đầu lên mấy cái hội vẹt thì mình mê thêm vẹt mọi người. Đó thôi giờ mình đi cắt rau muống cho mấy cái vẹt mình ăn đi. Đây là rau muống mình trồng mọi người. Mình cắt ăn giờ nó có mấy cọng à. Xạ với một hàng mà lên còn cỏ không à. Nó giờ còn mấy cọng nữa đó. Giờ mình sẽ cắt vô cho mấy bé Án Phụng của mình ăn nha. Mình ở nhà không, mình trồng dưa gan, trồng bí gì tùm lum mọi người. Bây giờ mình cắt rau muống. Mình bỏ muối vô, mình ngâm nước muối cho nó sạch chút mình mới cho ăn mọi người. Ngâm nước muối cho nó an toàn. Trong thời gian chờ đợi rau muống ngâm muối mọi người thì mình thổi kê nha. Nó kê nó ăn nó xả vỏ trong đây mọi người. Quá trời nè. Đây mình thổi cho nó bay ba cái vỏ kê ra. Nó ai nuôi Án Phụng cũng phải thổi vậy mọi người. Mình nghe nói vậy đó. Thổi riết
nhậu cái mỏ luôn mới có kinh nghiệm nhiều quá. Mình thổi ra hết nè mọi người, giờ mình múc cây mới mình đổ vô cho đầy chai cho nó ăn. Tới bữa mình đổ đầy chai thì bữa nay là ngày thứ ba là nó còn nhiêu đây mọi người. Mình mới rửa mới rau muống xong mọi người, thì mình sẽ cho mấy con chích cầu ké vài cọng nha. Mấy con này nó phá thôi chứ nó phá ăn lục bình hơn là rau muống mọi người đó. Mình cho nó ăn, nó ăn vài cọng thôi, giờ mình ra cho Yến Phụng ăn. Đây mình mới châm kê vô đầy bình này nè mọi người. Đó giờ mình sẽ cho mấy Yến Phụng của mình ăn rau muống nha. Mình bỏ một lần vô nồi luôn. Chút cho nó lại nó ăn. À, mọi người thấy mấy bé thích ăn rau muống ghê mọi người. Hồi trước mình có nuôi 5 cặp, mình cũng nuôi chắc tầm 10 bữa gì mọi người, nhưng mà mình không có cho ăn rau muống. Đó, nay mình cho ăn rau muống thử coi sao. Họ thích ăn ghê không mọi người. Vài bữa đó mình đặt mua bắp trên mạng ha. Mình về mình cho nó ăn. Nó con bò nó la điếc đậu mọi người. Mới có 4 bé xuống ăn à, còn 6 bé kia nằm đằng kia rồi đó, lại thêm một em nữa, 5 em. Nó thích ăn rau muống kiểu này chắc nó vô trong cái AV mình chắc nó quất banh mấy cây luôn quá. Cái mỏ nó cứng ghê luôn á. Được 6 bé lại ăn rồi đó, để mình đuổi 4 bé kia lại cho nó lại luôn. Nó ăn nhìn thấy thương mọi người. Khi mình cho nó ăn hơn 10 phút thì còn vô đây là mọi người. À, mình thấy rau muống nó ướt, cái mấy con này nó nằm lăn lộn dưới, hình như mình như nó thích tắm mọi người. Nên mình có lấy cái bình này mình xịt thử coi nó tắm không nha. Ôi nó thích tắm thiệt mọi người ơi. Mọi người thấy tắm chưa? Thì mình xịt mấy con này luôn nha.
Mày tắm rồi mọi người. Rồi vậy là thích tắm ghê luôn, hôm nay mình không nghĩ ra luôn. Là lúc trước mình nuôi mà mình nuôi có ít rồi mọi người, rồi mình bán rồi mình không có nuôi lâu đó, rồi lâu giờ mình không có chơi lại, rồi nay mình mới nuôi lại, mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nữa, mình chưa tham khảo nhiều nữa, mình đang học hỏi từ từ. Vậy là cũng giống như bồ câu thích tắm rồi. Rồi nằm lăn lộn dưới đâu muốn ướt nằm lăn lộn mà nhìn thấy mê không? Rồi nhìn thấy cưng ghê đâu mọi người. Nằm lăn lộn với cái bó rau muống kìa, rau muống ướt á, mốt chắc lâu lâu ngày nào nắng nắng á, sẽ để cái máng nước vô đây đừng cho nó tắm mọi người. Rồi nó nằm nó chà lớp với bó rau muống luôn kìa. À, thôi clip cũng dài rồi mọi người, mình kết thúc clip ở đây nha. Nếu mọi người yêu thích kênh mình thì hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì mọi người có ý kiến thắc mắc gì ha, góp ý gì cho mình đó thì hãy để lại comment bên dưới nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.